Vào năm 2013, Đức là quốc gia đầu tiên để dùng khái niệm công nghiệp 4.0 để đặt tên cho một báo cáo của mình. 3 năm sau, cái tên này trở thành chủ đề được giáo sư Klaus Schwab đưa ra làm đề tài thảo luận chính cho hơn 2.500 nhà lãnh đạo trên toàn thế giới tại Diễn đàn Kinh tế Davos. Nhân loại đang tiến tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vậy, các cuộc cách mạng lần thứ nhất, thứ hai và ba đã diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào đầu thế kỷ 18 tại Vương quốc Anh với sự xuất hiện của động cơ hơi nước do Thomas Newcomen chế tạo vào năm 1712, xuất phát từ nhu cầu bơm nước ngập khỏi các mỏ khai thác than. Phát minh mới cho phép bơm được nước từ độ sâu gấp hàng chục lần so với động cơ ngựa kéo trước đây. Sau nhiều lần cải tiến, đầu thế kỷ 19, động cơ hơi nước được ứng dụng thành công vào tàu thủy và xe lửa, giúp việc lưu thông hàng hóa được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, ngành dệt may giai đoạn này cũng chứng kiến nhiều phát minh quan trọng như con thoi bay của John Kay vào năm 1733 hay máy kéo sợi Spinning Jenny của James Hargreaves vào năm 1764, giúp tăng năng suất kéo sợi lên gấp 10 lần chỉ với một người điều khiển. Kết quả của cuộc cách mạng lần thứ nhất là sự xuất hiện của các nhà máy quy mô lớn, thay thế dần cho mô hình sản xuất nhỏ lẻ và việc sử dụng máy móc để nâng cao năng suất lao động. Làn sóng của cuộc cách mạng sau đó lan rộng ra khắp các nước châu Âu và Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 19 và trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử thế giới. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra từ giữa thế kỷ 19 đến trước Thế chiến thứ nhất với tiền đề là quy trình luyện thép mới của Henry Bessemer vào năm 1855 làm giá thép rẻ hơn đến 80%. Từ đó, thép bắt đầu được sử dụng trong việc mở rộng đường sắt và chế tạo các thiết bị, động cơ và xây dựng các công trình lớn, trở thành chất xúc tác quan trọng cho sự đổi mới. Tiếp theo, nguồn năng lượng từ than đã được thay thế bằng dầu mỏ và đặc biệt là sự xuất hiện của điện, tạo điều kiện quan trọng cho sự ra đời của hàng loạt các phát minh như bóng đèn, điện thoại, tủ lạnh, máy giặt mà chúng ta sử dụng ngày nay. Động cơ hơi nước cũng được thay thế bằng động cơ đốt trong mạnh mẽ hơn. Năm 1885, chiếc xe hơi đầu tiên sử dụng động cơ đốt trong được chế tạo bởi kỹ sư người Đức Carl Benz. Đến năm 1908, hãng Ford Motor của Henry Ford cho ra mắt mẫu xe hơi Model T tại Mỹ và ứng dụng thành công dây chuyền sản xuất hàng loạt. Chỉ trong 6 năm, từ 11 chiếc ở năm đầu tiên, sản lượng xe của Ford đã lên đến 250.000 chiếc một năm, một con số khổng lồ ở thời điểm đó giúp xe hơi được phổ biến ra toàn nước Mỹ và châu Âu. Phương pháp sản xuất hàng loạt sau đó được áp dụng trong dây chuyền sản xuất các mặt hàng khác, làm sản lượng sản xuất tăng lên nhanh chóng. Cũng trong đầu thế kỷ 19, năm 1903, chiếc máy bay sử dụng động cơ đốt trong của anh em nhà Wright cũng đã cất cánh thành công, mở đầu cho kỷ nguyên hàng không ngày nay. Sau giai đoạn này, thế giới trải qua hai cuộc chiến tranh thảm khốc, gây ra đau thương cho hàng triệu người trên thế giới. Làn sóng cách mạng công nghiệp lúc này cũng tạm lắng xuống, nhường chỗ cho các cuộc chiến vệ quốc. Và khi chiến tranh đi qua, làn sóng của những phát minh lại quay trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, hay còn được biết đến với cái tên cách mạng khoa học công nghệ, là việc phát minh ra bóng bán dẫn vào năm 1947. Tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng đây có thể được xem như là một phát minh quan trọng bậc nhất của gần như tất cả các thiết bị hiện đại ngày nay. Mỗi chiếc điện thoại hay máy tính của các bạn đang dùng có khoảng 2 tỷ bóng bán dẫn với kích thước siêu nhỏ, nằm bên trong con chip và các bộ phận cảm biến phức tạp. Nếu không có phát minh này, có lẽ những thiết bị với các tính năng hiện đại chúng ta sử dụng hiện nay sẽ không tồn tại, hoặc tồn tại với kích thước rất rất lớn. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba cũng mang đến cho chúng ta hai phát minh quan trọng nữa, đó là hai công cụ mà có thể các bạn đang dùng để xem video này đấy. Đó chính là máy tính cá nhân vào những năm 1970 và mạng Internet vào những năm 90. Về mức độ quan trọng cũng như tầm ảnh hưởng của hai phát minh này thì khỏi phải bàn nữa đúng không nào? Chỉ nhìn xung quanh chúng ta thôi cũng đã thấy hai phát minh này quan trọng đến mức nào. Tính đến năm 2018, số lượng người sử dụng Internet đã lên đến hơn 4,3 tỷ, tương đương với 56% dân số thế giới.
Với ba phát minh tiêu biểu trên, cách mạng công nghiệp lần thứ ba ở thế kỷ 20 được xem như là một bước đại nhảy vọt để đưa chúng ta vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số hóa. Và cho đến những ngày hôm nay, nền văn minh nhân loại đã lại tiến thêm một bước nữa và chúng ta gọi đó là cách mạng công nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng lần này sẽ diễn ra trên 3 lĩnh vực chính, đó là kỹ thuật số, vật lý và công nghệ sinh học. Trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối và dữ liệu lớn là 3 yếu tố cốt lõi trong lĩnh vực kỹ thuật số. Bên cạnh đó, lĩnh vực vật lý sẽ mang đến cho chúng ta những robot thế hệ mới có tư duy riêng, máy in 3D, xe tự lái, các vật liệu mới và công nghệ nano. Còn công nghệ sinh học sẽ tập trung nghiên cứu để tạo ra những thay đổi lớn trong nông nghiệp, thủy sản, y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường và năng lượng tái tạo. Chúng ta có thể hình dung cuộc sống ở thời đại 4.0 như sau. Tại nhà máy nơi bạn làm việc, công nghệ vạn vật kết nối sẽ cho phép hệ thống máy móc, robot có khả năng giao tiếp với nhau và với hệ thống điều khiển trung tâm. Dữ liệu thu thập được từ các robot về tình trạng hoạt động, chất lượng sản phẩm sẽ liên tục được gửi về cơ sở dữ liệu lớn Big Data. Tại đây, trí tuệ nhân tạo sẽ tiến hành phân tích và đưa ra các tín hiệu điều khiển ngược trở lại cho các robot. Ví dụ như có thiết bị được dự đoán sắp bị hỏng, hệ thống sẽ đưa ra tín hiệu sửa chữa, thay thế hoặc cảnh báo cho đội ngũ kỹ sư xử lý kịp thời trước khi sự cố xảy ra. Công việc hàng ngày của các kỹ sư lúc này chỉ là ra quyết định dựa trên những cảnh báo của hệ thống máy tính mà thôi. Buổi chiều khi bạn về nhà, công nghệ xe tự lái sẽ làm tốt công việc của mình nhờ sự tương tác liên tục với môi trường xung quanh và với các xe tự lái khác để tránh va chạm, đồng thời nhận biết được các điểm tắc đường để tìm ra lộ trình tối ưu. Bạn có thể sẽ rảnh tay để làm những việc mình thích mà không phải lo lắng về việc lái xe nữa. Hơn nữa, tín hiệu về vị trí của bạn sẽ được gửi về nhà liên tục trong khi di chuyển để các thiết bị tại nhà có thể chuẩn bị sẵn sàng khi bạn trở về. Cửa sẽ mở khi bạn về đến cổng, đèn được bật sáng, bản nhạc yêu thích bắt đầu cất lên, nước nóng đúng với nhiệt độ yêu thích của bạn cũng sẽ sẵn sàng trong phòng tắm. Và đương nhiên, tất cả đều diễn ra hoàn toàn tự động. Rất hấp dẫn đúng không nào? Tuy nhiên, trong thời đại mà máy móc ngày càng trở nên thông minh và thay thế con người trong rất nhiều việc, thì thách thức đặt ra cho con người chúng ta cũng không hề nhỏ nếu chúng ta không tự nâng cao trình độ của bản thân để làm chủ và đi trước sự phát triển của công nghệ, chúng ta sẽ rất nhanh chóng bị bỏ lại phía sau đấy. Và như vậy, Musa đã cho các bạn biết quá trình hình thành và phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử của nhân loại. Các bạn cảm thấy thế nào? Hãy cho tụi mình biết qua phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên ủng hộ Musa bằng cách nhấn like và subscribe để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.